Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì mình thấy có rất nhiều cô chú anh chị á chạy những dòng xe Vario này ha, và tất cả những cô chú anh chị và tất cả những cô chú anh chị á ít có gã cái dàn đầu Vario này ra nè, thì không biết cách gã như thế nào ha. Tại vì có một số xe mang lại tiệm mình á, nhờ mình gã cái dàn đầu Vario ra. Sao mà nói là sao sao thứ nhất á là sao không mang cho những tiệm gần ở xã gã ra, thì có nhiều cô chú anh chị nói và mấy cái cô chú anh chị kia thì không biết cách gã ha. Thì hôm nay Trần Bạc sẽ làm cái video này chia sẻ tất cả các bạn và cô chú anh chị ha. Thì đối với dòng Vario này á, đối với dàn đầu này á, thì các bạn đối với cái dàn đầu này á thì nó khó gã, tức là nhìn ở bên ngoài á, nó liền luôn, cho nên á có rất nhiều cô chú anh chị không biết gã như thế nào đó. Thì muốn gã được cái dàn đầu này nè, thì tất cả cô chú anh chị á phải có một cái bộ lùng giắc bông nữa nha. Đó, tại vì cái dòng Vario này á là nó xài ốc, nó xài lùng giắc bông là nhiều. Đó, giống như nó ăn chia với nhà sản xuất vậy đó, bắt buộc mình phải đầu tư thêm một bộ đồ nghề là lùng giắc bông. Đó. Xe bây giờ giống như là nó có nhiều cái đồ nó sẽ chia với nhà sản xuất vậy đó, là nó sản xuất lùng giắc bông nó bán. Thì đối với tất cả cô chú anh chị muốn gã được cái dàn đầu này thì phải tháo hai ốc ở đây. Đó, tháo hai ốc ở hai vị trí hai bên này ha. Đó, hai ốc đây nè. Đó, hai ốc này nè. Sau khi mà tháo hai con ốc này ra nè. Đó, thì cái nắp đằng trước này nè, cái nắp màu đen này nè, thì nó sẽ gờ, thì tất cả cô chú anh chị đẩy xuống. Đó, đẩy xuống ha, đẩy xuống. Đẩy xuống thì mình mới rút ra được ha. Tại vì cái này nó đẩy lên nó ăn một cái rờ đây nè. Đó, tất cả cô chú anh chị cần phải đẩy xuống thì mình mới lấy ra được miếng đen này. Đó, sau khi mà lấy ra được miếng mũ đen thì ở dưới này nè, ở dưới cái này nè, nó sẽ có một con ốc, đó, con ốc vít, đó. Tại vì lấy cái miếng mũ đen này nè, tất cả cô chú anh chị mới dùng cái vít nhắn này, mới dùng cái đầu vít nhắn này mình tháo con ốc ra, đó, tháo ốc ra. Sau khi mà tháo ốc ra xong, đó, thì lúc này mình nè, cái dàn đầu á, nó đầu con ốc nào đâu, cô chú anh chị thấy không? Đó, con ốc nào? Thì mình phải lấy cái miếng đen này ra, đó, mình phải lấy miếng đen này ra. Thì muốn lấy được cái miếng đen thì tất cả của chú anh chị phải dùng một cái dao. Đó, cái dao là cái dao cán vàng của mình á. Đó, cái dao đây. Tất cả của chú anh chị khử ở cái mép này lên nè. Đó, khử cái mép này lên. Đó, khử cái mép này lên. Đó, tại vì nó có móc ha, khử lên. Đó, và khử bên đây luôn, khử hai điều hai bên lên. Thì ở hai bên ở cái vị trí này nè, nó sẽ có một cái khớp, thì tất cả của chú anh chị á dở lên cự hơi nhóng lên. Hơi nhóng lên á thì nó sẽ có một cái khớp, nó giống như cái móc gài vậy đó. Nó thì cái đó hơi nặng, cho nên mình dùng cái vít á, mình xeo cái này lên nè, lên đẩy lên cho nó rất là nhẹ. Đó. Thì sau khi mà tháo cái miếng đen này ra rồi. Đó. Thì ở bên trong này nó mới có ốc. Đó, ở trong cái ốc. Tất cả cô chú anh chị tháo những con ốc này ra. Đó, tháo những ốc này ra. Đó, và tháo luôn con ốc đây. Hai ốc hai bên này ra. Hai ốc hai bên này. Thấy không? Hai ốc hai bên này. Đó. Với ốc dưới này nữa nè. Đó. Tháo ra. Tháo ra. Thì mình mới lúc này ha. Lúc này thì mình mới rút được cái dàn đầu này. Đó. Chứ không hồi đại tất cả của chú anh chị không có nghĩ là nó liền như vậy nè. Thì nó không có biết chỗ nào để mà tháo. Thì ốc nó giấu ở trong á. Do nó có cái miếng bạc trắng ở ngoài nè. Đó. Thì bắt buộc mình phải khử cái miếng này lên ha. Khử cái miếng này lên nè. Xong. Mình mới tháo ra được. Đó, thì ta coi chú chị thấy không, ở đây nó có ốc nè, thấy không, ốc này nằm ở ngoài nè, nó quật dưới nè, thấy không. Đó, mình tháo này ra rồi, xong là tháo ra thì mình mới rút về được dàn đầu là ok. Đó, cách tháo là như vậy ha. Thôi, mình là các bạn Giang ha, video của mình ở đây là kết thúc. Nếu các bạn xem video của mình thấy ok thì nhớ cho mình like và đăng ký ủng hộ nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.